Đoán các con vật qua hình vẽ. Hai đội thi, từng người vẽ lại con vật mà ekip yêu cầu để người cuối cùng đoán tên con vật như sau. Mỗi đội luân phiên đoán. Người thứ nhất được biết tên con vật, sau đó vẽ tranh lại cho người thứ hai, và người thứ hai sẽ tiếp tục vẽ cho người thứ ba. Đoán đó là con gì? Trong thời gian quy định mỗi lượt là 1 phút, mỗi con đoán được là 2 điểm. Ký tên ban tổ chức. Có cả. Cho cái phần sinh động heo đi. Tập trung khúc này nó quan trọng, qua đây khúc này nó quan trọng ở chỗ là thật sự là mình đang thua, mình cũng biết hiệp viên là ai, thì bây giờ thật sự ra là lúc thử, là lúc thử, cho nên là chắc chắn em nghĩ là mình chấm bên kia. Chọi nữa đi, hiệp viên đúng không? Ủa sao vụ gì vậy? Vụ gì biết điệp viên vậy? Có hỏi đồ chơi. Vụ gì biết điệp viên vậy? Có vụ gì? Điệp viên là gì vậy? Tụi qua mắt được tao hả? Ok, cứ diễn xuất tiếp đi. Ủa điệp viên là gì vậy? Bên kia ai sẽ là người số 1? À, số 1 là vẽ đầu tiên hả? Ừ. Tôi. Số 2 sẽ là mày. Tôi, có tôi. Và người đoán là chị Thanh với lại chị Đường đúng không? Đều quá đều. Em với chị được cùng vẽ xấu đúng không chị? Thế không biết vẽ. Em khoan, nhưng mà em có biết rành về con mấy con động vật không? Cứ vẽ em mà em không biết nói tên cũng vậy. Hay là chúng ta bây giờ bàn lại đi. Tôi tin Thanh, Thanh sẽ đoán được. Em cũng tin chị Tường. Rồi. Chị điệp viên. Rồi. Tưởng đứng là điệp viên rồi. Rồi. Con heo á em ơi, em vẽ vậy á giống con mấy cái con heo á. Trời ơi, em vẽ xấu vậy luôn á. Vậy xem đồ vẽ đầu tiên, vậy là chị Tường là người bí ẩn hả? Nè, cái gì vậy trời? Đưa đây. Cái thể loại gì vậy? Tập trung vẽ đi, kệ đi, cứ hỏi hoài. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi vẽ xong tôi không biết nó là con gì luôn á. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Nói thiệt là mình chỉ biết copy bát. Nhìn sao vẽ là vậy chứ không biết là cái gì luôn á. Em mang cho chị hả? Dạ. Em vẽ hả? Con gì đây? Con mèo rừng hả? Chồn. 17. Bà ơi, tự nhiên vẽ 2 cái vú vô loạn vậy. 16. 15. 14. Con gì vậy quý vị? 13. Con mèo. Con gì vô có 2 cái vú vậy? Em không biết vẽ nó làm sao thì nó là con vượn. Trời. Con vượn mà vẽ. Trời ơi. Trời ơi. Khỏi luôn. Thôi khỏi. Nè mang đi. Mang đi. Ở nhà. Ok. Chạy đi bạn. Chạy luôn hả? Chạy đi bạn. Tôi xóa luôn. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba. Hết giờ. Hai điểm. Yeah, phải không? Hiểu quá mà.
Ủa, vẽ thấy con cợt như vậy? Sợ tưởng con dịch hay con gì tôi vẽ này cho biết ở châu Phi. Châu Phi không có tiền con sư tử, tiền con sư tử. Gì? Thấy rồi. Trời ơi, em vẽ xấu quá. Nhưng mà anh nghĩ là sẽ nhận ra được. Nhìn kỹ chút là sẽ hiểu á mày. Hiểu, nhìn kỹ đi là hiểu. Nhìn kỹ chút là hiểu liền à. Ba. Bạn có thể vẽ theo phong cách của bạn, nhìn kỹ chút xíu là bạn hiểu à. Wow, wow, wow. Hãy nhẹ đi. Vẽ gì vậy? Em định vẽ theo kiểu phim hoạt hình mà em sợ giống như cái con hồi nãy em vẽ. Con người khỉ. 10, 9, 7, 8, khả năng 3, có bộ thấp kém 1, quá vậy. 2, 0. Chắc khô quá à. Gì cái mỏ? Cái mỏ giống con heo quá vậy. Dễ quá mày chị Tường. Rồi. Gấu hả? Con heo hả? Em mắc cười quá. Cái mõm thì mõm con heo. Mà con heo thì không thể đứng như vậy. Con gấu. Chính xác. Yeah. Trời ơi con gấu đó hả Basio? Chị chịu khó tưởng tượng theo kiểu phim hoạt hình chút xíu đi. Em không học vẽ. Em không khả năng vẽ cái đó, quan trọng mày hiểu được rồi. Từ sáng tạo. What? Hiểu không? Hiểu. Rồi, vẽ lại sao cho chị Thường chị hiểu đi. Cái đó mới khó đó. Thấy không, em chỉ cần vẽ cho bạn em hiểu thôi à. Mười 15:21, 9:13 hết giờ. Ok hết biết. Giờ hết giờ. Để ăn gian giả mang luôn á. Tự tin bao nhiêu phần trăm mày? Dễ hiểu hơn tôi nữa. Vấn đề ta hiểu không mới quan trọng. Tôi giác. Yeah, chính xác. Dễ quá mà. Đi mấy đứa. Có bụng rồi mấy đứa ơi. Dạ nó đuối quá rồi. Hay bạn. Không có chuyện gì chọn kìa Minh Tuấn. Ba, hai, một, hết giờ. Okay. Yes. Con gì?
hiểu không? Không hiểu luôn hả? Gì vậy, hai bên đi lượt vậy? Con vật mà là dễ hình em bé hả? Chết. Con vật. Mặt nhỏ con gái mà ngồi trên dưới đất, có cái gì ở trên đầu vậy? Năm cái ô là cái gì? Tại vì mày nhúm mà tao không thấy gì hết trơn. Đất. Bày kiến hả? Mày vẽ bày kiến hả? Sĩ Thanh à? Sĩ Thanh. Sĩ Thanh. Sao mày vẽ không? Mày vẽ mày không, sao mày không vẽ cái nón? Tao vẽ cái nón là Sĩ Thanh, nó đội cái nón là nó tự biết. Tao còn biết cái nón là Sĩ Thanh nữa. Chuyện quá bèo. Vẽ con người hay con vật? Mày ai biết con người hay con vật? Tự nhiên bên đây đón Sĩ Thanh là sao? Bên đây đón Sĩ Thanh rồi. Tự nhiên vẽ cát tường. Nhìn con gái vẽ đống cát, cái nguyên cái tường, chị suy nghĩ đi. Khán giả coi coi có ai hiểu về vẽ cát tường không? Ok, là con gái chị phải biết suy luận. Con gái, nguyên cái tường nè, nguyên đống cát nè. Tôi không thể đống cát, tôi tưởng cái đồi. Trời, tôi tưởng đó là tôi tưởng ngồi đó. Hiểu được là được rồi. Dung sáng gì vậy trời? Nếu em đoán, em đoán là con ma. Bắt đầu đó là em suy nghĩ là con là con gái. Nhưng mà em suy nghĩ một cái chương trình này phải có gì lắc léo lắm. Cho nên em nghĩ chính luôn là em. Bên đây đoán được mấy vô duyên nè. Bên đây nè, vẽ xấu quá trời, qua anh đây thành cái một cái bản khác luôn á. Không, đã xin lỗi nha, đây là người vẽ đẹp, còn đây người vẽ không đẹp lắm. Nhưng mà vẽ chính xác, đó là cái nón của Sĩ Thanh. Đây là cột nè, đó, cột áo khoác nè. Chân tay rất là mỏng nè, đó, mảnh rảnh nè. Đó, thấy không, không mập mà. Thì đúng rồi, mà này kia Minh Tướng vẽ còn chấp nhận. Còn qua này vẽ vậy mà đoán được mà Sĩ Thanh là tao cũng thấy hay á. Thật ra khi mà tôi nhìn hình, tôi tưởng là nữ cao bồi. Nữ cao bồi tại sao không thấy cái nón? Nhiều khi tôi nghĩ là bạn vẽ cái nón này để cho biết là tôi không biết, nói chung là tôi nghĩ là con gái. Cho nên tôi vẽ cái này là con gái thôi. Thật ra là con gái thôi chứ tôi không có vẽ gì thêm, tôi không biết gì thêm hết đó. Nhưng mà mọi người đã kết thành rồi đây. Ok cuối ok. Cuối cùng là ban tổ chức nó phải là cực kỳ thông minh đúng không? Thua 2 điểm nữa, tức là tôi thua các bạn 5 điểm. Yeah! Team mình ăn ý quá. Đúng là có điệp viên có khác. Làm chứ đang không làm chụp hình với cá sấu trong thời gian 10 phút. Em ngoài cầm máy chụp hình, hai thành viên nữ được phát dây cột vào chuồng cá sấu con. Phải tìm cách bắt được một cá sấu con để chụp hình cùng. Nếu tự hoàn thành, nếu tự mình hoàn thành 6 điểm. Nếu không tự hoàn thành mà cưỡng chịu tiếp các bạn nam đồng hành bắt cá sấu thì được 3 điểm. Rồi em thua chắc rồi. Chị phải vô bắt cá sấu. Hơi ghê quá. Em làm được cái thua ghê lắm. Cắt tay em sao? Nói chung còn cá sấu con á, nó không có đủ khỏe để nó gây đau đớn cho em đâu. Sao đau đớn được, cắt đứt tay em sao? Một ép em làm xấu quá là nằm vậy đúng không? Nó hạ cái miệng ra nó cào, hiểu không? Thì mẹ em nhấn vô đây nè, phải nhấn cái mỏ xuống nè. Em đạp cái đầu đấy, đạp mỏ lại nè, đẩy cái mỏ lại nè. Không đẩy, đẩy sao đẩy, ấn xuống. Đấy, phải tát vô mặt nó tào lao. Em ấn xuống, em giữ cái miệng nè. Tao sợ mấy con nhỏ nhỏ bò sát, tao sợ lắm. Nhưng mà sao vậy? Không thì cứ làm thử đi, không được thì con ông thì chỉ thử nó kiếm một cái gì đó cho nó táp vô phát. Nó táp phát nó dính cứng cái răng, nó kiếm cái khúc cây thì ra táp dính cái răng làm sao? Hả? Sao táp dính cái răng làm sao? Ở từ đó táp dính cái răng không mở miệng ra được, cái gì buộc lấy luôn. Qua tới đây chơi bắt con à. Ông mình không chơi bắt bằng phương án đó, mình bóc cổ nó lên. Được không em? Thôi đưa em làm cho. Em lựa mấy con nhỏ nè. Đây. Cầm bao tay này vô chi cho nó cứng cái gì trời. Em đeo cái bao tay này vừa có cắn thì nó cũng, em chỉ bị giật mình thôi chứ em không có bị đau. Nè, em ịnh vô cái người nó, cái em lăn lên tới cái đầu cái mỏ đó là em bắt được rồi. Nè, khi mà em chồng được cái tay vô cái cổ của nó rồi á, là nó đã không quay đầu lại, nó cắn em được rồi. Nó chỉ lắc thôi, em chỉ có bị sợ là em lắc thôi. Okay. Không, cái này mình làm không có rút được. Lên. Không, xuống chi. Đứng trên bờ chứ xuống chi trời, buộc cái dây là đi.
rồi đâu gì bây giờ chị cần bụng sao em chỉ cần chụp được cái cổ đó em dơ lên chụp một cái là xong thôi để làm cho đó hẳn lên hẳn lên dựng nó lại dựng nó lại lấy dựng nó lại trước xích ra coi kè nguyên cái qua nó đi không trời ơi đưa máy chụp hình lên đi thấp hơn chút xíu nữa cái phồn nó thấp hàng dưới rồi cái này được không mình thấp hàng dưới mới được cái này được rồi cầm tay phải không ok vậy thì đây điện thoại anh đã lên rồi nhanh em rồi đẩy cái miệng nó lên không sao đâu chị không sao rồi ngon anh lấy cái xấu đi anh lấy mặt ấn cái đầu lên có chân té chị Tường ơi em chọn cái cây vô con rõ đi chị bước xuống đây đi chị bước xuống bên đây không có gì nè chị bước xuống chị làm cho dễ đừng đứng cho nó ghê quá chị Tường ơi à, chị nhấn đầu nó tội nghiệp quá chị em nhấn cái đầu đi trời chị Tường làm xong đi cầm được con trả lên nhá em ấn cái đầu ấy ê nhẹ nhàng thôi em rồi ấn đầu nó rồi ấn xuống rồi chấp bên giữ cái cổ cái cổ trên cái chân đúng rồi giữ cái cổ á đè cái cây cứng nha đúng rồi đè cái cây cứng giữ đó rồi cầm mạnh lên cầm hai tay thả cây ra giữ hai nguyên người đó luôn bóp hay quá rồi chụp đi rồi ok nhìn mày quăng mày chạy kìa người ta leo lên ra rồi ta hả quăng nó xuống chị làm được mà mình bắt làm chi tại vì mình bắt mình cũng thua mà nó bắt mình cũng thua mình bắt chi mất công hãy phân định thắng thua và lật mặt điệp nhiên đội thắng được ăn bữa cơm đặc sản Đà Điểu 7 món đội thua phải đi tắm và dọn phân voi xong rồi thắng thua không phải là vấn đề nữa vấn đề là đội mình hơn 11 điểm là một cái điểm số kỷ lục man tại vì đi tôi muốn có cái bảng gì đó đi kỷ niệm rồi đội thua của Ba Jo chị Tường và Mai đây là một cái đội thua lịch sử mà nhục nhã nhất từ trước đến giờ thua với cách biệt là 11 điểm chưa có đội thua nào có thể thua mà đất xa như vậy cái chuyện này nó có thể là một cái vết nhơ đi nhưng mà không sao tại vì mình còn cái điều quan trọng đúng rồi tại thắng hay thua nó là lúc này là cái lúc mà chúng ta cùng lật mặt nhau để xem ai là điệp viên ngày hôm nay Ba Jo trước hay Ba Jo hiện nay nghi ngờ ai Ba Jo nói đi May kìa, tại vì May ít nói lắm. Để May nói đi, nói tại May ngắn gọn xung tích lắm. Để kiểu người nguy hiểm ít dần nguy hiểm dần dần từ từ lên đúng không? Rồi ok, May. May đoán là Hoàng Phi. Tại nãy trong lúc đang ngồi nhà Hoàng Phi nói với May mà. Tới ngày hôm nay em chơi vui quá mà bây giờ đẹp viên em không quan trọng nữa nhưng mà em cũng đâu có ngại gì đâu có dạy em chỉ hai đội bạn của em hai đội bạn chơi quá xuất sắc ngày hôm nay rồi tức là bạn vẫn đồng tình là
Rồi. Vậy đi. Em biết thương. Và người bí ẩn ngày hôm nay, Điệp Viên ngày hôm nay chính là chị Cát Tường. Đó chính là tăng 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 thần hồng trai. Tóc, tóc hai mái, hai mái. Mái tóc này là không thể nào là mày mày luôn. Mày yes. Nói đâu rồi, dụng cụ ở đâu mình đi luôn. Mới à, sao vẽ sao mất ra vậy Mới? Không, bây giờ hỏi nha, tại sao cái trò mà vẽ động vật á, Mới không là người đoán? Tại vì Mới tự tin về Mới đi mấy cái trò sau, đội mình sẽ làm được hay sao? Không, mày... À, mà mình nó kêu nó đội trưởng, kêu nó bầu đi rồi, đúng không? Em là đội trưởng, em quyết định em cho em bầu. Nên, đi. Tôi em đã chọn. Có cố tình có những cái câu thử để cho trong đội mình luôn rồi, nhưng mà bạn... Tôi nói thiệt là bạn làm Điệp Viên quá dở. Người đoán. Ban đầu Mới nghĩ là chị Cát Tường chắc chắn sẽ đoán ra được, tại vì chỉ nhiều kinh nghiệm mà. Còn mình là đã biết được con gì với con gì rồi. Là coi như trốn luôn hả? Thì mình hay là muốn vẽ? Thì mình chỉ cần là mình vẽ lại, mình nhìn qua hình gửi của bác Do là bình thường. Có thể từ đó mình biết là con gì thì mình sẽ vẽ chính xác hơn. Hey, nói chung là ngày hôm nay đội thua là thua toàn tập. Ôi, nói chung là mày nó làm gấp đôi hai chị em mình đó. Khoan, nó là để cho mình thua. Xong, mày á làm Điệp Viên đợt này rất giỏi. Đó, là mù mắt của bác Do luôn. Mù ý chí của Cát Tường luôn. Giỏi con khỉ. Điệp Viên nghe giọng đầu cái vụ hưu câu cổ là phải biết chứ. Chị, em xin lỗi, em phải tự bào chữa. Là em đã giúp cho đội mình hòa ở cái dòng lấy phần lấy mấy cái đồ vật rồi đó. Tại sao? Chị lấy đồ vật. Chị thua 3 cái rồi. Lấy đồ vật mắc mớ gì? Dư 3 cái em đã bỏ vô trong bị của chị. Phải tuyên dương Mai một lần nữa, tôi khâm phục, khâm phục cái tài năng của Mai. Trời ơi, không có 3 điểm của Mai còn thua tới 14 điểm, mang nhục hơn nữa. Sao ta biết vậy, không thêm 4-5 cái là thắng luôn đi. Trời ơi, khả năng người của em là chỉ chứa được chừng đó thôi, túi em mà phồng lên nữa em bị nghi sao? Đúng. Như thường lệ thì khách mời là đội trưởng, đội thắng cuộc sẽ được trao một huân chương biệt đội X6. Định giật lại hả? Đây là chứng tỏ cho một điều là khách mời sẽ được phép quay lại chương trình bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, đương nhiên tôi sẽ quay lại. Và biết đâu lần sau tôi sẽ là Điệp Viên. Ngồi hãy cẩn thận. Còn một điều nữa là bây giờ khách mời có thêm một quyền hạn nữa, đó là được phép chọn đội trưởng cho đợt sau. À, chọn đội trưởng hả? Dạ, hết phần sự. Đừng chọn tôi. Thôi tôi đề xuất là Thanh. Hồi nãy anh lỡ đoán em là Điệp Viên rồi ha, anh lỡ đoán em là Điệp Viên rồi, trận sau em phải là đội trưởng, em có quyền sai tất cả mọi người trong đội của em. Quê, ok. Rồi nói cảm ơn Hoàng Phi ngày hôm nay đã tham gia với tất cả. Tôi sẽ còn quay lại một lần nữa. Tôi sẽ còn quay lại một lần nữa. Làm trách nhiệm của mình đi chị. Ôi, mọi người đi ăn cơm đi chứ đâu vậy? Dạ chuồng voi ở đâu mọi người ơi? Mọi người đi đâu? Đi hút nước voi. À, hút nước voi hả? Đi chung cho vui không? Thôi tụi tôi ăn cơm xong tụi tôi qua coi mọi người nha. Ok mọi người, làm em ơi. Tôi nghĩ là nếu mà dọn giờ này thì nhân viên người ta đã dọn bớt nhiều rồi á, chứ cũng khỏe lắm chứ không có cực nhọc gì đâu. Cái gì? Một tuần lễ chưa dọn. Trời, cái gì, May làm hết đi.